chào quý vị anh chị đã quay trở lại với kênh Cozy Landscape, và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị cách để đặt những cái viên đá để trang trí phần sân vườn với kích thước nào, cái loại đá nào và dựng ở góc nào là đẹp nhất. Thì hôm nay Tùng Cozy sẽ giới thiệu cho quý vị anh chị cách để đặt những cái viên đá này đúng vị trí thích hợp nhé. Để có một sân vườn đẹp thì đá là một trong những yếu tố không thể thiếu khi tạo nên một quần thể thống nhất với sơn, thủy, mộc. Và ngoài việc tạo nên một không khí mát mẻ, trong lành cho không gian sống, đá còn là vật thể tích tụ nhiều năng lượng âm nhất. Bởi vậy mà cảnh quan quanh hồ Cá Coi cũng như là xung quanh các khóm cây bụi thường sẽ được bố trí những tảng đá làm tăng vẻ đẹp tự nhiên của sân vườn cũng như cân bằng yếu tố âm dương. Như bản thiết kế của Cozy cho chủ nhà này thì thiết kế đá được sắp xếp tầng tầng lớp lớp kết hợp với đồi cây để tạo lên bức tranh vọng cảnh thơ mộng cho sân vườn. Tùng sẽ hướng dẫn anh chị cách để mà đặt cái đá trang trí trong sân vườn nhé. Đầu tiên là về chủng loại đá thường hay sử dụng nhất trong việc trang trí đá ngoài sân vườn đó là đá quậy và đá lũa. Sau đó thì là đá cổ thạch, nhưng mà loại đá cổ thạch này thì khá là được ít sử dụng bởi vì là loại đá này sau khoảng tầm 1-2 năm lên rêu rất là nhiều và tạo cho cảnh quan mang tính âm nó sẽ khá là nhiều và nó sẽ dễ bị trơn trượt. Anh chị phải sử dụng những cái viên đá mà cân xứng với ngôi nhà và sân vườn của mình. Ví dụ như là cái sân vườn của nhà anh chị khoảng tầm 100m² thì chúng ta cũng không nên sử dụng viên đá quá là dài. Nó khoảng tầm 80cm đổ lại thôi thì nó sẽ cân đối với ngôi nhà. Còn tất nhiên là chúng ta sẽ linh động trong tùy từng trường hợp cái viên đá đấy hoặc là cái diện tích sân vườn đấy nó như thế nào. Cái tiếp theo là viên điểm nhấn nên được xếp dựng đứng và phải là viên có hình dáng khá là độc đáo, bởi vì nó độc đáo nên chúng ta phải tìm cái mặt đẹp nhất để hướng vào cái hướng mà được view nhiều nhất trong ngôi nhà hoặc là sân vườn ra cái khu vực đó. Này, tiếp theo là hướng của những viên đá thì phải luôn nằm theo chiều ngang. Viên đá điểm nhấn thì có thể là xếp theo dọc nhé, nhưng mà cái viên đá cô đơn đặt bình thường chúng ta nên đặt nằm ngang để chúng ta có thể dẫm chân lên được này, bước chân lên được, cũng như là cái viên đá không được cao quá cái đồi cỏ của chúng ta. Đấy, ngoại trừ viên điểm nhấn ra là cái viên duy nhất trong sân vườn được đặt dựng đứng lên. Còn cuối cùng là chiều cao giữa các viên đá không được chênh nhau quá 70% để tránh các trường hợp khối đá không cân xứng nhau thì làm cho không gian nó mất cân bằng hơn, cái sân vườn của chúng ta nhìn nó sẽ rối rắm hơn rất là nhiều. Lưu ý khi đặt đá trong sân vườn, đầu tiên là khi sắp xếp các viên đá, chúng ta không nên đặt những cái viên đá có hình dáng mà đối lập nhau trong một khu vực. Về phong thủy ấy, thì nó sẽ là không mang lại cái điều tốt đẹp, kiểu như là một viên đá hình dáng tròn thì không nên đặt những viên đá mà góc cạnh quá mà đặt cạnh nhau. Này, thứ hai là khi sắp xếp các viên đá cạnh nhau ấy thì chúng ta nên tránh cái việc là xếp quanh co, thì anh chị có thể dùng một viên đá làm chuẩn trước khi xếp. Sau đó thì cứ đặt những viên đá đó theo đúng cái hướng mà viên chuẩn đấy mà đặt theo. Và nếu giải đá một cách thích hợp thì chúng ta sẽ làm tăng cái sự tao nhã đó cho sân vườn. Anh chị không nên chọn những cái viên kỳ quái quá, tránh cái việc là trong phong thủy gọi là truy vi tĩnh mịch, không cát lợi cho chủ nhà. Có những loại đá mà như anh chị biết đấy thì từ trường của nó rất là phức tạp, gây lên những phản ứng xấu tới tinh thần của con người, thì điều này đã được khoa học chứng minh, nên các anh chị lưu ý không dùng những cái loại đá mà chưa được kiểm định. Không nên đặt đá quá nhiều trong sân vườn, bởi vì là thế này, nếu rải đá quá nhiều trong sân vườn thì sẽ làm tiêu hao cái hơi khí của đất, làm cho đá tràn ngập cái âm khí, dẫn đến làm tổn thương cái dương khí của ngôi nhà. Tùng Cozy đã giới thiệu cho anh chị cái cách để đặt đá trang trí sân vườn sao cho đẹp và chuẩn kỹ thuật. Và nếu anh chị thấy hay và ủng hộ cho Cozy Landscape thì ủng hộ bằng cách like video này cũng như ấn nút follow ở phía bên dưới để chúng tôi có động lực để tạo ra những cái video về sân vườn phục vụ quý vị anh chị nhé.